Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ tư, ngày 9 tháng 9 năm 2020 có những nội dung chính như sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nhà máy điện pin mặt trời. Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2020. Phát triển các mô hình sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Và các bạn, chiều nay ngày 9 tháng 9, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nhà máy điện pin mặt trời 49,5 MWp đô Hà Lệ Thủy. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy. Dự án nhà máy điện mặt trời 49,5 MWp thuộc tổ hợp dự án điện tái tạo Doha được tập đoàn Doha Hàn Quốc đầu tư vào tỉnh Quảng Bình bằng nguồn vốn FDI với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 5 hecta. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành đóng điện trước tháng 6 năm 2019. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên thời gian đóng điện sẽ lùi đến cuối tháng 12 năm 2020. Hiện nay dự án đang được khẩn trương triển khai xây dựng và đã hoàn thành hơn 50% tổng khối lượng công việc trên hiện trường. Tại buổi làm việc, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng xanh Doha đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan tạo điều kiện để dự án sớm xây dựng đấu nối đường vào nhà máy với đường BOT đảm bảo an toàn. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư để có cơ sở cho bên cung cấp tài chính giải ngân vốn thuận lợi, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch. Sở Tài nguyên Môi trường sớm hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với công trình đường dây 110 kV Doha Cam Liên. Đại diện lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng xanh Doha cũng mong muốn Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy và các xã có đường dây 110 kV đi qua tích cực hỗ trợ trong quá trình xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV Cam Liên hoàn thành trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho nhà máy điện mặt trời Doha đấu nối và thử nghiệm vận hành. Đồng thời mong muốn các sở ngành liên quan tạo điều kiện để nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư theo chính sách của tỉnh. Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã cơ bản nhất trí với các đề xuất kiến nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng xanh Doha. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, dự án nhà máy điện pin mặt trời Doha Lệ Thủy là dự án lớn, sau khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do vậy, nhà đầu tư cần kịp thời khắc phục những hạn chế khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra và phải đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. An ninh trật tự và an toàn lao động. Sáng nay ngày 9 tháng 9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt các chuyên đề tháng 9 năm 2020. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện các sở ban ngành đơn vị có liên quan. Các đại biểu dự hội nghị đã được quán triệt thông báo kết luận số 173 TBTU ngày 6 tháng 4 năm 2020. Về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 CTTU của Bộ Chính trị khóa 8 về mua và đọc báo tạp chí của Đảng. Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 11 CTTU của Bộ Chính trị khóa 8 về mua và đọc báo tạp chí của Đảng, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan báo chí của Đảng quan tâm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo tạp chí của Đảng. Hội nghị cũng đã nghe quán triệt chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới và chỉ thị số 44 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị. Hội nghị cũng thảo luận các giải pháp nhằm giữ và tăng sản lượng phát hành báo Đảng, nghiên cứu, học tập sách về lý luận chính trị. Kết luận hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí, tạp chí của Đảng tập trung nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm để phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc. Cùng với đó, các cấp ủy cần chỉ đạo triển khai thông báo kết luận số 173 TBTU, chỉ thị số 43 CTTU và chỉ thị số 44 CTTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, xây dựng kế hoạch hành động triển khai các chỉ thị, kết luận của Trung ương, nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về việc mua và sử dụng báo tạp chí của Đảng. Nghiên cứu học tập sách lý luận chính trị để báo tạp chí của Đảng trở thành món ăn tinh thần của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hôm nay ngày 9 tháng 9, Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh
về tình hình triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh chủ trì buổi làm việc. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Quảng Ninh đã thành lập tổ triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử huyện với 28 thành viên. Ủy ban nhân dân huyện đã bố trí một cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin có trình độ đại học. Huyện cũng đã tổ chức hướng dẫn các cơ quan đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc khai thác sử dụng các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh như hệ thống quản lý văn bản và điều hành, thông tin một cửa điện tử và cổng dịch vụ công, hệ thống phần mềm quản lý nhân sự, thư điện tử công vụ. Hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện đến nay cơ bản đáp ứng cho việc triển khai các dịch vụ thông minh chính quyền điện tử. Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, Quảng Ninh vẫn còn gặp một số khó khăn như ứng dụng kỹ số còn hạn chế về dung lượng tệp đính kèm tải lên, hạ tầng viễn thông internet tại các xã còn khó khăn, chưa thực hiện được việc họp trực tuyến và dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ phát hành văn bản kỹ số, số hóa văn bản ở các phòng ban đơn vị, các xã thị trấn còn ở mức thấp. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh đã đánh giá cao công tác triển khai xây dựng nền tảng chính quyền điện tử của huyện Quảng Ninh. Để đảm bảo tiến độ thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Quảng Ninh cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các hệ thống nền tảng chính quyền điện tử, tăng cường việc gửi nhận văn bản đi đến trên môi trường mạng, quản trị kỹ số trên văn bản điện tử tới cán bộ công chức viên chức, tập trung huy động các nguồn lực ưu tiên xây dựng chính quyền điện tử, từng bước xây dựng hệ thống tổng thể theo nguyên tắc kế thừa các hệ thống đã có, tăng cường công tác đào tạo tập huấn cho cán bộ công chức viên chức về chính quyền điện tử, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen thường xuyên sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong đời sống hàng ngày, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển chính quyền điện tử. Sau buổi làm việc, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai xây dựng chính quyền điện tử tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh và thị trấn Quảng Hào. Sáng nay ngày 9 tháng 9, Hội Người mù tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 2 giai đoạn 2015-2020 và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Người mù Quảng Bình. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Bảo, trưởng ban dân vận tỉnh ủy. 5 năm qua, Hội Người mù tỉnh Quảng Bình đã tích cực hưởng các phong trào thi đua yêu nước, điển hình như cuộc vận động tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập với cộng đồng, phong trào thi đua hai vượt bốn rèn năm phần đầu, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ năm 2015 đến nay, từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, hội đã triển khai 30 dự án cho trên 230 lượt hội viên vay trên 2 tỷ đồng để lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Hiện Hội Người mù tỉnh Quảng Bình đã có hệ thống tổ chức ở 8 huyện, thị xã, thành phố với 1.342 hội viên trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiều cơ sở đào tạo nghề, dạy chữ cho hội viên được hình thành, góp phần giúp đỡ, hỗ trợ người mù trong tỉnh xóa bỏ mặc cảm, tự ti, vươn lên hòa nhập cộng đồng, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới, Hội Người mù tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập cộng đồng, hai vượt bốn rèn năm phần đầu, nhân rộng và biểu dương các điển hình tiên tiến, tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đồng thời chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, ban ngành đẩy mạnh công tác chăm sóc, giúp đỡ người mù trên địa bàn toàn tỉnh. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 vinh dự được Trung ương Hội Người mù, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. Sáng nay ngày 9 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức điểm cầu trực tuyến tham dự hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đã quán triệt những nội dung quan trọng của chỉ thị số 46 của Ban Bí thư ngày 8 tháng 7 năm 2020 về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự kiến, đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương diễn ra trong quý 1 và quý 2 năm 2021. Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh và tương đương thực hiện trong quý 4 năm 2021.
Hội nghị cũng đã quán triệt các kết luận của Bộ Chính trị và kế hoạch của Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, chiến lược phát triển tổ chức hội và kế hoạch triển khai. Hôm nay ngày 19 tháng 9, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Năm học 2020-2021, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh đã tuyển sinh trên 300 học viên. Trung tâm đã sắp xếp hoàn thiện bộ máy và nhân sự các phòng ban chức năng, tăng cường đội ngũ có năng lực chuyên môn, có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có kinh nghiệm giảng dạy, phối hợp với các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp du lịch và công nghệ số 9 tư vấn tuyển sinh cho các học viên, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và quản lý. Trong năm học 2020-2021, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh xác định tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện tốt nhất để học viên tiếp thu kiến thức văn hóa, nghề nghiệp để khi ra trường có cơ hội việc làm, thu nhập, vững vàng lập thân, lập nghiệp. Chiều qua ngày 8 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đã đến trao tặng cặp phao cứu sinh cho học sinh bậc tiểu học trên địa bàn tỉnh. Để góp phần nâng bậc em đến trường trong năm học 2021-2022, được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Bảo Lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đã tiến hành trao tặng 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh bậc tiểu học thuộc vùng sông nước, vùng trũng ở các huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn. Đây là món quà rất ý nghĩa, không chỉ trang bị cho các em thiết bị đảm bảo phòng chống đuối nước mà còn là dụng cụ học tập thiết thực để các em bước vào năm học mới. Việc trao tặng cặp phao cứu sinh cho các em học sinh là một trong những hoạt động mà Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức với mong muốn hỗ trợ tạo điều kiện để các em vui bước đến trường. Hôm qua ngày 8 tháng 9, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã đến thăm và tặng quà cho hai gia đình gặp nạn đột xuất ở địa bàn xã Liên Thủy và xã Dương Thủy. Được tin gia đình anh Võ Văn Đình và chị Lê Thị Mai ở thôn Nam Thiền, xã Dương Thủy bị chập điện cháy thiêu trụi ngôi nhà và toàn bộ tài sản, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã đến trực tiếp thăm hỏi, chia sẻ khó khăn và động viên gia đình, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng nhằm giúp gia đình khắc phục một phần khó khăn hiện tại. Trước mắt, các cá nhân tập thể trong toàn huyện, nhất là chính quyền và nhân dân xã Dương Thủy đã chung tay ủng hộ được số tiền trên 80 triệu đồng để giúp vợ chồng anh Đình chị Mai làm lại ngôi nhà mới. Cả đồng chí lãnh đạo huyện cũng đã đến thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ số tiền 3 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Đoàn và chị Võ Thị Dung là bố mẹ của cháu Nguyễn Võ Tuấn Kiệt, 12 tuổi, ở thôn Đông Thanh, xã Liên Thủy. Cháu Kiệt bị điện giật, bị thương rất nặng, đang được điều trị hơn một tháng nay ở Bệnh viện Trung ương Huế. Trước đó, nhiều tấm lòng hảo tâm đã đứng ra kêu gọi giúp đỡ cháu Kiệt được số tiền trên 65 triệu đồng giúp gia đình có thêm chi phí điều trị. Vào lúc 13 giờ ngày 9 tháng 9, 4 thuyền viên trên tàu cá QB98253TS bị chìm, được tàu cá QB98151TS đưa vào cửa Danh. Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh đã tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe và bàn giao về cho địa phương và gia đình. Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2020, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh nhận được tin tàu cá QB98253TS do ông Lê Xuân Tiến, sinh năm 1981, ở tổ dân phố Mỹ Hoa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn làm thuyền trưởng và ba thuyền viên bị sóng to gió lớn đánh chìm lúc 19 giờ tại tọa độ 17 độ 34 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 5 phút kinh độ Đông, cách cửa Danh khoảng 38 hải lý về phía Đông Nam. Tàu QB93711TS do ông Nguyễn Văn Toàn ở cùng địa phương đang khai thác hải sản khu vực biển có cùng tọa độ đã cứu được 4 thuyền viên lên tàu. Sau đó bàn giao cho tàu QB98151TS do ông Nguyễn Văn Đức ở xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn làm thuyền trưởng để đưa về bờ. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 9, tàu cá QB98151TS về đến cửa Danh. Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe các thuyền viên, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi động viên gia đình tàu bị nạn. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2020. Phát triển các mô hình sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tránh tiếp xúc trực tiếp với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách trên 2 mét khi phải tiếp xúc. Không đi du lịch đến vùng có dịch, hạn chế đến nơi tập trung đông người.
Nếu đến, cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và đúng cách. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Giữ ẩm cơ thể, ăn thức ăn đã được nấu chín, đủ chất, nghỉ ngơi sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao. Người có các biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Rửa tay thường xuyên với xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 30 giây. Nếu không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất 60% cồn. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng. Tăng cường thông khí nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ. Hạn chế sử dụng điều hòa, thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và các đồ vật trong nhà bằng xà phòng hoặc các dung dịch khử khuẩn thông thường khác. Tránh mua bán tiếp xúc với các loài động vật hoang dã. Mọi thông tin chính thức về dịch COVID-19 xin liên hệ về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Bình, số 164 Bà Triệu, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình. Hotline báo dịch 0969 871 313. 0905-010-668, 0917-420-268. Hiện nay, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã và đang tăng cường công tác kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020. Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tập trung chủ yếu vào mặt hàng bánh trung thu và các sản phẩm bánh kẹo, nước giải khát, đồng thời tuyên truyền cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực hiện quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến thực phẩm, quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, đăng ký công bố, từ công bố sản phẩm, sử dụng phẩm màu, thương hiệu, phụ gia, bao bì, ghi nhãn thực phẩm. Đối với người tiêu dùng, hướng dẫn lựa chọn chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020. Thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình đã tích cực làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Nhờ đó, đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển về quy mô, số lượng, chất lượng được nâng cao. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, hiện nay toàn tỉnh có tổng đàn khoảng 102.600 con bò, 33.000 con trâu, 225.200 con lợn, 4.097.800 con gia cầm và nhiều vật nuôi khác như thỏ, dê, ong, đà điểu cũng đang được nuôi với số lượng lớn. Những năm gần đây, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tích cực thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm. Nhờ đó, dịch bệnh lúc được phát hiện sớm, xử lý khống chế kịp thời. Hàng năm, chi cục hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng vaccine định kỳ và bổ sung cho đàn vật nuôi, tổ chức các đợt tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường, trong đó tập trung vào các vùng có nguy cơ cao như ổ dịch cũ, trại chăn nuôi, các cơ sở kinh doanh buôn bán, diệt mổ, v.v. Thưa quý vị và các bạn, để từng bước phát triển sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo nguồn sản phẩm sạch cho người tiêu dùng, những năm qua, huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo các ban ngành địa phương khuyến khích người dân ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Được sự khuyến khích tạo điều kiện của các ban ngành địa phương, đầu năm 2019, anh Phạm Thanh Sương ở thôn Hải Đông, xã Quảng Phú đã thành lập hợp tác xã chế biến nông thủy sản Dương Nga. Anh đã đầu tư gần 2,5 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng, kho bảo quản, mua sắm trang thiết bị, máy móc hiện đại để chế biến thủy hải sản khô và tẩm ướp gia vị. Nhờ áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên các loại sản phẩm của hợp tác xã có chất lượng cao, an toàn vệ sinh, được người tiêu dùng ưa chuộng. Hợp tác xã đã tạo được việc làm ổn định cho 7 thành viên và 8 lao động thời vụ. Trong tương lai thì hợp tác xã sẽ cố gắng đầu tư thêm các loại máy móc, về máy đóng gói để về máy chế biến để nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Cố gắng sẽ đưa cái sản phẩm từ đặc sản của địa phương vào các hệ thống nhà hàng, siêu thị, rồi các chợ trong cả nước. Với cái phương châm của hợp tác xã là sẽ ngoài mục tiêu về chất lượng sản phẩm, còn hợp tác xã còn hướng tới cho các thành viên trong hợp tác xã có thu nhập ổn định.
Năm 2017, gia đình anh Trần Văn Quy ở thôn Hưởng Phương, xã Quảng Phương đã nhận thầu 1,5 hectare đất để xây dựng trang trại trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi. Nhờ có kinh nghiệm học hỏi được trong thời gian làm thuê ở miền Nam, cùng với sự hỗ trợ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Quảng Trạch, anh Quy đã đầu tư trên 50 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt theo công nghệ Israel. Nhờ đó, trong thời gian nắng hạn kéo dài vừa qua, trên 1 hectare vườn cây ăn quả của gia đình anh Quy vẫn đảm bảo được nguồn nước tưới, sinh trưởng và phát triển tốt. Từ khi mà được cái hệ thống tưới theo kiểu công nghệ Israel này thì tôi cảm thấy là vừa là bớt đi cái công lao động của mình bỏ ra này, thì vừa nó tiết kiệm được nước, rồi là nói chung mình chỉ có là bật lên tưới, còn mình bỏ cái thời gian ra để đi làm việc khác thì nó cũng có lời được rất nhiều đường. Ngoài cả nguồn vốn của tỉnh, cả chương trình dự án, hàng năm huyện Quảng Trạch còn trích ngân sách khoảng 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng khoa công nghệ cao gắn với liên kết thị trường tiêu thụ. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 22 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cao trên các lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tham mưu cho Ủy ban nhân huyện sẽ có những cái giải pháp cụ thể. Thứ nhất là cần phải thông qua các cái kênh thông tin để tăng cường các tuyên truyền vận động cho các cơ sở sản xuất, rồi mỗi người dân, rồi các cái tổ chức sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp hiểu được cái lợi ích và cái giá trị của cái sản xuất có ứng dụng công nghệ cao là như thế nào. Cái thứ hai á, cần phải quy hoạch lại các cái vùng sản xuất tập trung quy mô lớn để từ chỗ đó mới tạo ra được các cái mặt hàng nông nghiệp có chất lượng cao và có cái quy mô lớn để mà tạo ra được cái sản phẩm hàng hóa đưa ra thị trường. Thứ ba là cần phải tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân huyện có cái kích cầu hỗ trợ nguồn kinh phí để là vừa khuyến khích động viên các cái tổ chức và cá nhân là mạnh dạn đầu tư vào trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp để có cái sự ứng dụng công nghệ cao. Từ hiệu quả đem lại, thời gian tới huyện Quảng Trạch tiếp tục có các chính sách khuyến khích phát triển các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, từng bước tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng và phát triển bền vững. Chương trình thời sự tối nay chưa được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đến một chín ngày 10 tháng 9 năm 2020. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 57 đến 96%. Khu vực thị trấn Quế Đạt mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 96%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm từ 67 đến 90%. Khu vực thị trấn Phong Nha mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 57 đến 95%. Khu vực thị trấn Hoan Lão mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 67 đến 88%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 86%. Khu vực thị trấn Quảng Hầu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 66 đến 86%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 85%. Vùng biển có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, biển bình thường, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 9 năm 2020 mới thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 57 đến 96%.